Đây đã là lần thứ N Thành được tham gia vào một cái buổi welcome party của Việt Nam International Fashion Week. Và hy vọng là cái không gian rất là tráng lệ rực rỡ thế này sẽ mang lại cho mọi người một buổi tối rất là ấm áp. Khi mà bước chân vào nhà hàng Con Gà Trống, tất cả những gì đang đón chúng tôi là một bầu không khí rộn rã, âm nhạc tươi vui và màu sắc bắt mắt. Và chúng tôi trông chờ những cái điều tuyệt đẹp nhất sẽ đến trong bữa tiệc này và đến từ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017. Tôi nghĩ là tất cả những ai yêu thích thời trang đều sẽ thích chương trình Việt Nam International Fashion Week. Cũng vì vậy, chúng tôi đã quyết định dùng nhà hàng Con Gà Trống cũng như thương hiệu Rush Qua để mà chuẩn bị cho một cái buổi tiệc thật tuyệt vời như thế này, với mong muốn là tất cả những ai yêu thích thời trang sẽ có một không gian để họ có thể tỏa sáng. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng chính thức nhập tiệc bữa tiệc ngày hôm nay, bữa tiệc chào đón tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week 2017. I appreciate for the Vietnam Fashion Week and Trang Le to organize this lovely party. So I'm so happy to be here and I want to really enjoy this time. Khi mà được tham gia cùng các nhà thiết kế từ Việt Nam lẫn nước ngoài như thế này, đây cũng là cơ hội để mà mình có thể trao dồi, mình học hỏi thêm rất là nhiều thứ. Và với không khí như thế này, ai cũng cảm thấy là thoải mái và một buổi tiệc rất là ấm cúng. Cũng như tất cả mọi người ở đây thì Tường đang mong chờ những cái bộ sưu tập mới của tất cả các nhà thiết kế. Và cũng thông qua Việt Nam International Fashion Week thì mình muốn xem coi là xu hướng hiện nay của phụ nữ Việt Nam và trên thế giới. Và Hoàng Nguyễn xin chúc cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam sẽ thành công hơn, cũng như là mọi người sẽ biết được tới thời trang của Việt Nam nhiều hơn nữa.